Ủa nó về ở đây đi. Chỗ nào? Chỗ người đây á. Đây nó chạy ngang đường này. Cậu về qua cho chạy lên. Quay hai bên này. Sang bên này gì? Vâng, nó chạy sang bên này đi. Các bác nhìn sang quay hai bên này. Cái vào cả trong đất à? Ui tổ chịu rồi. Đông dẹp ra đấy. Ui giáo thế. Thì dài quá. Lô. Lô. Gì đây? Nấu cơm xong chưa? Bây giờ khắc về, phát nốt một đoạn nữa về thôi. Nhây. Bày cơm sẵn đi. Chạy ngang đường này. Cậu về qua cho chạy lên. Khả năng nó chỉ loanh quanh hai bên này. Nó sang bên này gì? Vâng, nó chạy sang bên này này. Các bác nhìn sang loanh quanh hai bên này. Thế mà ông cả trong đất à? Ui tôi chịu rồi. Thế đâu dẹp ra, ông dẹp ra đấy. Các bác tìm rắn to lắm. Rắn đen, màu đen to lắm. Không biết là con rắn gì. Dân dân nằm rừng mà nhìn thấy rắn mà chịu à? Ui, chịu đấy. Tôi đi bắt dậy. Chộp ngay cái đi. Đâu tìm xem nó ở đâu. Anh em tôi làm là đi phát rừng mà thấy là anh em túm ngay này. Ở đây nhiều rắn mà, đây chúng tôi đi làm thỉnh thoảng bắt. Để qua to lắm các bác ạ. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt được mà. Cẩn thận, chẳng lúc cắn đấy, đầu nó thấy đấy. Rồi, đây rồi. Đây này, nó dài, nó dài, nó dài. Cho bác bắt hộp ấy. Ôi, to thế. Ôi, nhận cái xỉu quá. Dài thật thật rồi. Đúng ghê không? Bắt. Ê, chết đi. Ôi, ta lên quanh mình dặn vắt vào đuôi đó mà. Ôi giời. Dặn lắm rồi. Giật mình, dặn vắt vào đuôi đó, giật mình luôn. Đầu hoa là hết luôn đấy, nó cắn là. Cắn to rồi. Ê, ê. Cắn gì các bác ơi? Cây đâu? Cây đồng mang không ạ? Ôi, chắc tôi cây thì có tôi lấy là đời. Cây đồng mang. À, trời ơi. Ui. Em thôi, đi ra. Cây này đỡ nó nè. Đâu, đâu, đâu. Bởi cái cây ấy, chẳng nguy hiểm lắm. Ui, xù. Quá. Ui, xù. Có người nhìn thấy nó ở đây không? Ừ. Chuyển nhanh nhanh. Đây đâu, hôm nay nó nằm ngoài rồi đâu. À, thế là ra phơi lắng đấy. Thế bởi ông đi làm về rồi à? Vâng, vâng. Thôi đây, đi về, đây giá tao. Ủa? Ủa sao? Kể quá.
to đấy. Con này to. 2-3 cân.